Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Laptop nhỏ gọn đang là xu hướng lựa chọn của người dùng hiện tại nhờ ưu điểm là tính cơ động cao cùng thiết kế thời trang thanh lịch, phù hợp với mọi đối tượng từ nhân viên văn phòng đến các bạn sinh viên. Và ở đây thì mình đang có một mẫu Ultrabook vô cùng nhỏ gọn, Asus ExpertBook B3 cùng khả năng xoay gập 360 độ ấn tượng. Và giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Như đã nói ở trên thì điều làm nên sự đặc biệt cho chiếc ExpertBook B3 thì chính là khả năng xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng. Các bạn có thể biến một chiếc laptop bình thường của mình thành một chiếc máy tính bảng đúng nghĩa chỉ trong vài giây. Và để làm được điều này thì Asus đã trang bị bản lề được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, giúp bạn có thể theo dõi màn hình ở những góc nhìn khác nhau rất thoải mái và tiện lợi. Và Asus ExpertBook B3 thì sở hữu vẻ ngoài tối giản lịch lãm nhưng vẫn rất sang trọng hiện đại, với tông màu xanh đen bao phủ toàn bộ máy. Logo Asus thì được mạ sáng bóng và đặt chính giữa nắp capo, giúp người dùng có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu của hãng. Mặt trên và dưới thì được làm bằng chất liệu nhôm, khung máy và mặt trong được làm bằng hợp kim nhôm magie nên trọng lượng cũng khá nhẹ, chỉ 1,6 kg. Và việc này sẽ giúp cho việc cầm theo, di chuyển, đi lại, cầm máy bằng một tay hay biến chiếc laptop của các bạn thành một chiếc tablet thì rất là dễ dàng, thoải mái cho mọi thao tác. Và độ dày của máy là 1,92 cm nên ExpertBook B3 thì mang đến một dáng vẻ nhỏ nhắn, gọn gàng. Ngoài ra thì máy đạt độ bền chuẩn quân đội, có khả năng hoạt động ở môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp, chịu được sốc nhiệt, va đập. Bàn phím chống tràn có khả năng khá nước, thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm về sự chắc chắn và bền bỉ mà Asus mang đến cho các bạn. Cực gọn với màn hình 14 inch Full HD, tấm nền IPS, độ sáng là 250 nits, 45% NTSC và sẽ trang bị màn hình chống chói. Đây là các thông số và độ sáng ở mức thông dụng cho những dòng laptop văn phòng, đủ để đáp ứng nhu cầu hiển thị trong những không gian quen thuộc như lớp học, văn phòng hay ở nhà. Và khá tiện lợi khi Asus cũng trang bị bút cảm ứng sẵn khi mua máy, đem đến khả năng cảm ứng, nhạy dù là dùng tay hay dùng bút. Tuy nhiên vì làm màn hình phủ kính nên sẽ bám vân tay khá nhiều, các bạn nên lưu ý thường xuyên vệ sinh nhé. Và cạnh trên màn hình thì được trang bị webcam HD tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra thì máy sẽ còn được trang bị cam thứ hai ở trên phần gần phần bàn phím, giúp mở ra nhiều cách làm việc và sử dụng đa dạng hơn. Và xuống đến phần dưới là phần bàn phím. Asus ExpertBook B3 thì được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, kích thước phím khá lớn, hành trình phím vừa phải và sẽ được trang bị hệ thống đèn nền, giúp người dùng có thể sử dụng gõ phím ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Và bên cạnh đó thì phần touchpad của máy thì có kích thước lớn, được tích hợp cả bàn phím số, thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Mặc dù vô cùng mỏng nhẹ nhưng Asus ExpertBook B3 có một điểm mà mình cực kỳ ấn tượng, đó là có khá là nhiều các cổng kết nối, hai cổng Thunderbolt 4, một cổng USB Type-A 2.0, một cổng USB 3.2, một cổng mạ LAN RJ45, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng nguồn. Cực kỳ thuận tiện để các bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi. Và cuối cùng thì sẽ là phần cấu hình. Ở đây thì ExpertBook B3 sở hữu một mức cấu hình cơ bản đủ để làm các tác vụ văn phòng với Intel Core i5-1165G7. CPU này thì giúp laptop của các bạn sinh nhiệt ít hơn, giúp tiết kiệm điện năng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. RAM là 16GB, ổ cứng 512GB SSD. Và cuối cùng là đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Với các đồ họa này thì người dùng sẽ có trải nghiệm xem phim hoàn toàn mới lên đến 8K với HDR 4x4K, cho phép các bạn có thể kết nối tối đa 4 màn hình cùng một lúc. Và tổng kết lại thì Asus ExpertBook B3 đem lại đầy đủ một trải nghiệm của một chiếc laptop văn phòng có thể mang lại, với thiết kế sang trọng, cấu hình vừa đủ, quan trọng vẫn là khả năng xuất hình, làm việc đa nhiệm. Màn hình cảm ứng với bản lề xoay gập 360 độ thì mình nghĩ với mức giá khoảng 24 triệu đồng thì quá là hợp lý đối với một mẫu laptop văn phòng. Và cuối cùng thì link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.